Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà những cây bông trang Mỹ Hồng, Mỹ Vàng, Mỹ Tím với Mỹ Cam nha cả nhà. Thì cả nhà đang thấy em đang đứng giữa cái bờ vườn bông trang Mỹ Hồng. Mỹ Hồng cây này của em là trên 6 tháng rồi nha cả nhà. Thì hiện tại là em bán cây giống. Cây giống gồm những đây là cây Mỹ Hồng. Đây cả nhà thấy ha, em bán cây giống này là 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang. Những anh này là tầm là 6 tấc. 5 6 tấc trở lên hết trơn nha cô chú anh chị. Nhánh là nè. Anh có tược nhánh hết 1 2 3 4. 4 nhánh luôn. Anh thoát thân rất là cao ha. Rồi từ những cây giống như vậy nè, cô chú anh chị trồng xuống vườn. Như là cái vườn em đang đứng ha. Thì sau từ 6 tháng trở lên thì cây sẽ cao. Em là 1,5 m. Thì cái cỡ này là cỡ 1,6 m rồi. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Mình trồng khoảng tầm 6 tháng là cây sẽ được 1,5 m ăn lên như vậy. Thì đó là dòng trang Mỹ Hồng. Thì trang Mỹ Vàng á, thì cũng tương tự. Mỹ Vàng, anh Mỹ Vàng này thì cũng tương tự cô chú anh chị trồng xuống á, thì từ 6 tháng trở lên thì cao cũng tầm 1,5 m trở lên hết. Thì cây Mỹ Vàng cây giống này bên em là 1 gan, 2 gan, 3 gan, 3,5 m. Thì anh này cũng cỡ 5 tấc cho đến 6 tấc, rất là cao ha. Là 50 cho đến 60 cm. Trang Mỹ Vàng thì cô chú anh chị lấy sỉ bông trang Mỹ Hồng với Mỹ Vàng đó thì cứ alo hoặc là kết bạn Zalo với shop em qua số điện thoại là 0911 643 600. Con anh này là trang này là Mỹ Tím rồi, anh này là Mỹ Tím nha cô chú anh chị. À, cái đọt ống nè. Mỹ Tím này 1, 2, 3, cũng cỡ 5 tấc. 5 tấc trở lên. Mỹ Tím bên em là bán lẻ 1 cây, 2 cây, 1 cặp, 2 cặp. Vì là em vẫn ship code hết nha cô chú anh chị. Rồi mua sỉ số lượng nhiều thì giá ưu đãi riêng. Cái đó thì mình inbox riêng ha. Inbox với lại mình alo. Còn anh này là Mỹ Cam nha cô chú anh chị. Mỹ Cam rễ quá chừng luôn, rễ anh ra anh lòi ra khỏi bầu luôn. Mỹ Cam này cũng khá là cao rồi, 1 2 3 4, anh này cũng tầm 6 tấc mấy, 7 tấc, rất là cao ha. Mỹ Cam này em bán giá cũng rất là rẻ luôn, cô chú anh chị mua số lượng lớn thì cứ inbox cho em, cứ alo đặt hàng cho shop em là sẽ mua được ha, tại vì giá rất là ưu đãi luôn, số lượng nhiều. Thì đó, đây là những cây thì giống bên em thì chú anh chị mua gì là sẽ đặt xuống trồng được liền ha. Thì là 4 loại Mỹ Hồng, Mỹ Cam, Mỹ Vàng và Mỹ Tím, 4 dòng. Thì những cây giống này cao là từ 5 tấc cho đến 6 tấc, 7 tấc. Cô chú anh chị gì mình trồng xuống vườn như vậy. Tại vì bây giờ đã tới mùa mưa rồi, cô chú anh chị tranh thủ mình mua ngay cái thời điểm này là mình trồng xuống vườn á, là ảnh sẽ mau lớn và mình đỡ cái nhân công mình tưới á, đỡ cái chi phí tưới. Rồi từ từ qua mùa mưa rồi á, là mình sẽ từ từ mình làm cái hệ thống tưới khi mà đến mùa khô, mùa nắng á thì nó đỡ. Tại thường á thì mùa mưa là cách anh em là mua bông trang để xuống ruộng, xuống vườn rất là nhiều luôn. Và nếu như mà cô chú anh chị nào mà mua bán lại cũng vậy, mua thời điểm này nó sẽ ngợi, tại vì mua số lượng nhiều để mình bán. Thời điểm này mùa mưa ai cũng sẽ mua nhiều, cô chú anh chị mua sỉ số lượng thì sẽ có ưu đãi quá chừng luôn. Mỹ Hồng thì Mỹ Hồng này á là em trồng đa số này là làm giống, thành ra là
Dạ, thì vừa rồi là em vừa giới thiệu bốn cái dòng bông trang Mỹ, Mỹ vàng, Mỹ hồng, Mỹ tím với Mỹ cam. Cô chú anh chị có nhu cầu mua sỉ lẻ một cây hai cây, một cặp hai cặp, rồi số lượng nhiều đó thì cứ alo đặt hàng qua số điện thoại của shop em là 0911 643 600 và số Zalo của em cũng là 0911 643 600. Là Zalo của em là sẽ chat chat trả lời tin nhắn cho cô chú anh chị là 24 trên 24 luôn, và riêng buổi tối thì có thể chậm, sáng bữa sau em sẽ trả lời cho cô chú anh chị. Và khi mà trả lời tin nhắn là em sẽ gửi hình cụ thể cho cô chú anh chị xem tham khảo, nếu như mà mình ưng ý thì mới chốt đơn rồi chốt giá, rồi khi mà giao tới nơi thì nếu như mà số tiền ít á, thì cô chú anh chị nhận được hàng á, thì mình mới thanh toán trả tiền cost cho shipper, bưu tá. Còn nếu như mà cô chú anh chị mua từ 2-3 triệu trở lên á, thì cho em xin tiền cọc 100, 200 ngàn tùy theo cái giá trị của đơn hàng. Thì bây giờ video cũng khá là dài rồi. Em trước khi kết thúc video á, thì em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn cũng như là quý khách hàng gần xa của em trong thời gian qua đã mua ủng hộ shop của em. Và nhớ like video. Rồi ai lần đầu tiên xem kênh YouTube của em á, thì đăng ký kênh cho em một xin một lượt đăng ký ủng hộ để làm động lực để em ra thêm nhiều video về các loại bông trang, đặc biệt là bông trang cho cô chú anh chị xem tham khảo. Và nếu như mình ưng ý thích thì có thể là liên hệ cho số em đặng đặt mua, thì giá cả thì cứ thỏa thuận qua tin nhắn Zalo hoặc là gọi trực tiếp thỏa thuận, không có vấn đề gì hết nha cô chú anh chị. Tại vì nhiều khi lúc mà mình bán cho khách sỉ á, người ta sẽ bán lại, người ta cũng làm một cái kênh YouTube như mình vậy đó, rồi thành ra là mình báo cái giá sỉ ở trên kênh luôn thì cũng hơi bất tiện, cho nên cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã xem hết cái video của em cho đến cái cuối video. Rồi, bye bye.